Trong đáp ca chúng ta đọc thấy lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Cái câu đáp ca đó cho chúng ta hiểu thấu Chúa tới trần gian này để xóa tội cho trần gian, nhưng tới trần gian này cũng để cảm thông với con người qua kiếp của con người. Kiếp của con người ở đây chúng ta thấy rất rõ, kiếp của con người chúng ta là đau khổ, bệnh hoạn và tật nguyền. Và sau khi chúng ta thấy tội nguyên tổ, ông A-dông, bà Ê-va phạm tội, thì Chúa không bỏ loài người, nhưng Chúa đã sai con của Ngài tới là Đức Giê-xu Ki-tô tới trần gian này để Chúa Giê-xu cảm thông với tất cả nỗi đau khổ của con người, cảm thông với những điều mà con người đang gặp phải ở trần gian này, đó là những bệnh hoạn tật nguyền, những đau khổ nhất ở trần gian này, mà những đau khổ đó là do tội lỗi gây ra cho con người chúng ta. Bởi vì khi con người chúng ta phạm tội thì tội lỗi đã tràn ngập ở trần gian và sự chết đã tới với trần gian này. Cho nên Chúa Giê-xu tới để xóa tan những cái điều đó đi cho nhân loại. Thánh Ma-cô cho chúng ta thấy ngày hôm nay, ngày hôm qua Chúa Giê-xu đã chữa một người phong cùi, ngày hôm nay Chúa Giê-xu lại chữa một người bại liệt. Và câu chuyện người bại liệt ngày hôm nay cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa như thế nào. Đức Giê-xu Ki-tô cũng là con Thiên Chúa, nhưng cũng là chính Thiên Chúa thật. Vì thế Ngài có quyền năng của Ngài, và sức mạnh của Ngài là sức mạnh Ngài có thể làm được tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta thấy Đức Giê-xu Ki-tô đã làm cho người bại liệt ngày hôm nay, khi Chúa Giê-xu ở trong một cái gia đình, Chúa Giê-xu giảng đạo cho những người chung quanh nghe Ngài giảng đạo. Và nơi nào cũng vậy, chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu ở, chúng ta thấy tới thì người ta đều tràn tới rất là đông. Tin mừng cho chúng ta thấy rất rõ ngày hôm nay không có chỗ để có thể người ta chen lấn, đưa cái người bất toại vào trên giường bị liệt vào trước mặt Đức Giê-xu Ki-tô được. Cho nên họ đã phải dỡ ngói ra để thả cái giường của người bất toại xuống đó. Và tin mừng viết như thế này: thấy lòng tin của họ, tức là lòng tin của tất cả những người mà đã khiêng cái người bất toại này cùng với người bất toại, Chúa Giê-xu đã nói với người bất toại này: tội con đã được tha. Và điểm thứ hai thì vì có những kinh sư đã lẩm bẩm ở trong con người của mình rằng tại sao ông này nói phạm thượng, chỉ có mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Cho nên Chúa Giê-xu đã chứng tỏ Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giê-xu nói là: một là nói tội con đã được tha, hai là nói vác con đã đứng dậy vác chõng và về. Thì Đức Giê-xu Ki-tô đã làm cái công việc đó là nói với người cái người bại liệt đó rằng con hãy đứng dậy vác chõng mà về. Anh ta vừa được tha tội trong tâm hồn của ông ta, của anh ta, nhưng thể xác của anh ta cũng được lành mạnh nữa. Cho nên Chúa Giê-xu vừa chữa bệnh về thể lý bề ngoài, nhưng Chúa Giê-xu lại chữa bệnh tâm hồn cho người bất toại nữa. Vậy thưa anh chị em, sáng nay mỗi người chúng ta hãy nhìn vào Đức Giê-xu Ki-tô, bởi vì Ngài là đấng Chúa tể mọi loài, Ngài là đấng quyền năng vô cùng, Ngài đã tạo dựng lên mỗi con người chúng ta, cho nên Ngài có quyền trên tất cả mọi con người chúng ta. Những đau khổ Ngài đã chạm tới, những nỗi đau khổ của con người chúng ta, và Ngài đã cảm thông với tất cả những nỗi đau khổ của con người chúng ta. Ngài đã tha thứ và Ngài đã làm cho nhiều người gặp Ngài được chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngài đã xua chủ trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn của những con người bị quỷ ám. Và đó là những phép lạ mà Đức Giê-xu Ki-tô đã làm, mà các sách tin mừng đã ghi lại một số thôi thưa anh chị em, không thể nào ghi chép được tất cả mọi những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm. Nhưng những điều đó đã chứng tỏ chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu có quyền năng như thế nào. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse giúp chúng ta hiểu được những điều đó, để càng ngày chúng ta càng tin,
chúng ta càng bám chặt lấy Đức Giêsu Kitô. Amen.